hôm nay là tiếp tục cùng mình khám phá đồ ăn ngon ở đường Trường Chinh nha. Lại là câu nói quen thuộc. À nhau mọi người, lại là mình, Thủ Địa Phú Yên đây. Mở đầu cho phần tiếp theo của đường Trường Chinh thì cùng mình ghé Bà Năm ăn xôi nha. Đồng giá chỉ 10 cành cho mỗi dĩa xôi thôi. Có cả từ xôi mặn cho đến xôi ngọt. Xôi mặn á thì mỗi phần như vài 10 cành sẽ có chả, trứng, xúc xích và lạp xưởng. À quên, còn có chai bông nữa. Quán xôi này là của hai bác cũng khá là lớn tuổi rồi, nhưng mà hai bác đều rất là dễ thương nha. Trời ơi, mình tới ăn là lúc nào cũng cười nha. Chỗ bán hủ tiếu này thì chắc cũng các bạn đã từng ăn qua rồi ha. Cho em 2 tô hủ tiếu nha. 2 tô full topping luôn. Dạ đúng rồi. Kể với mọi người là hôm đó mình đi cũng có hơi đói bụng một xíu, lỡ miệng kêu tô full topping. Thế là anh chủ quán mới khẳng định với mình lại là 2 tô full topping đúng không? Sau rồi mình đã xác nhận là đúng rồi. À đây là chân dung của tô hủ tiếu full topping mình gọi. Trời ơi, phải nói là ăn xong lã mồ hôi hột luôn. Giá hủ tiếu ở đây sẽ dao động từ 17 cho đến 40 cành cho mỗi tô. Sau khi ăn hủ tiếu xong thì mình cũng đi dạo một vòng ở đường Trường Chinh xem là có món gì ngon được. Thế là tình cờ tụi mình thấy được cái quán này. Chỗ này là một quán ốc nhỏ thôi, địa chỉ là đối diện 367 Trường Chinh, bên hông chợ Phương 7 á mọi người. Ở đây sẽ có trứng vịt lộn nè, các loại cá nướng, mực nướng và ốc. Mình thì có gọi một con mực nướng, cá chỉ vàng, cá bà da với một dĩa ốc. Trứng vịt lộn thì sẽ là 15 cành cho hai trứng, cá chỉ vàng thì 5 cành cho mỗi con, còn cá bà da thì là 15 cành. Nói chung là về giá cả thì mình thấy cũng rất là hợp lý. Cô chủ ở đây mình phải nói là rất là nhiệt tình nha, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ với tụi mình luôn á. Mình thì khỏi nói được rồi, rất là thích ăn mấy cái món khô nướng và chấm với ớt tươi như thế này. Chắc là lúc nướng lên là rất là thơm rồi, xong rồi ăn nóng nóng vị hơi mặn nha, ké rồi chấm với ít ớt tương nữa. Nói là mỹ vị của nhân gian. Dĩa ốc này là 20 cành, ốc này là ốc bô đen. Ốc thì cô đã ngâm rửa và vệ sinh rất là sạch rồi. Về mắm thì mình thấy cũng bình thường. Nói chung là kết thúc phần tiếp theo của đường Trường Chinh với những món ăn khá là ngon với mình. Và mọi người còn biết đường nào có nhiều món ăn ngon thì nhớ chị mình với nha. Phần 3 của đường Trường Chinh đến đây là hết rồi. Hẹn mọi người ở đường tiếp theo. Bye bye.